Em không cần vẽ nhiều mà em chỉ cần vẽ là ra được đặc trưng cái cấu trúc ấy của cái mà mình cần vẽ, là nhìn người ta đã thấy giống giống à? Là được. Xem nào, đây là thợ của em vẽ Vâng. trông gớm đấy. Không được, không được, không được, không được, chê chê chê. Thôi tập trung đây nào nha, nhìn nha, phân tích cho em cái cấu trúc của hoa phượng. Không, cấu trúc hoa nó dạng như cái này, nhìn nhá, đây này và đây này. Đấy. Đi xuống đây đúng không, đã từng lấy cái này ép vào vợ rồi đúng không, bên này cũng như thế này. Đấy. 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 Và bên này ví dụ đây, xong trong này nó ra những cái, anh chuyển này, anh chuyển lấy cái này ép ép vào vợ cho anh chuyển này. Đấy chưa, ra chưa. À, trong là một số những cái đua này, đua sang đây chưa, xong một cái lá đó, cái lá thì có một cái cuống đây, xong là đi sang hai hai bên to nhỏ ra, cái form của nó là phải yêu cầu như này đã nhá, tức là mình hiểu về cấu trúc đã rồi về sau mình làm nó mới dễ. Còn ví dụ khi em đổ màu lên này, em đổ màu lên này một cái cấu trúc cành hoa đã nhỉ, cành này, cành này màu xanh đen đã hoặc là nâu đen cũng được, ta đi vào đây nhá, ấn này thoải mái đi trên trần này, wow, kéo này bứt qua đây. Anh chuyển vào với oanh vào cái nền trời được giúp thầy nhá, trời nền cỏ được rồi nhá, ta cứ đánh màu lỏng lỏng vừa đủ thôi, không không loạn quá nó sẽ bị tật. Đấy, em tỉa này. Lại tiếp tục tỉa cành đúng không? Đấy chưa, cành đã xuống đây một cái nhánh nữa đây, bước xuống đây, những cành phụ cành âm này em cứ tỉa dày dày một tí tạo cái độ sâu nhé, nó thoải mái này. Em tiếp tục em lót này, bước tiếp theo là em lót như này, có thể kết hợp một bức cần xanh em lót những cái độ to như này, tay 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 à, màu đặc đặc một tí nhá, hơi 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 một chút nước thôi. Màu hoa phượng thì nó chủ yếu là màu đỏ rực đúng không? Mùa hè hoặc là đỏ mà ngả sang cam, tức là thêm tí sắc vàng em nhé. Đậu này em nhét vào đây này, nó vào đây cứ lót thoải mái đi, nó cũng giống như kiểu là hoa đào ấy, trước khi mà lên cái bông chính thì nó cũng sẽ là những cái bông phụ âm bên dưới đã, do vậy là những cái đường lớp lót ban đầu chúng ta chỉ cần quan tâm là à, đây là cụm này cụm kia thôi, còn không cần đi quá nhiều và không cần làm quá rõ từng cánh phượng ra làm gì cả nhé. Kéo đây màu ẩm này, tạm tiếp tục lên đây, lên đây trên trần em cũng làm như thế nhé, trần to, thậm chí em còn dùng cả cái banh xô to em làm thế. Hoa thì đã có hai cách, một là mình vẽ hoa trước, hai là mình vẽ lá trước. Thường là thầy vẽ hoa lót lót hoa trước cho nó tươi tắn lên em nhé, xong bắt đầu mình mới vẽ lá đế bên dưới, vì cái lá lúc lúc mà phượng đã nở hoa rồi thì hoa nó rực lên đấy, thì lá ít thôi. Đây, một số cái ngả xuống dưới này để cho nó thoát khỏi cái đường này đi, ok chưa nào, nhìn ra gì chưa, xong tiếp tục nhé. Cái lá này phải có một tí lá đúng không, màu xanh xanh này, xanh cây này, màu lỏng ẩm này. Đấy, có nhiều cách làm lá đó, mình chấm chấm này. Đấy, mình chấm này. Chấm ngang ngang, cái lá hoa phượng thì nó đặc thù nó rất là nhỏ bạn ạ, chứ nó không phải là một cái mảng to giống như kiểu cái hoa đào âm ầm đây, bên dưới âm thêm sắc xanh cây
chật rồi tí mình cho cái cuống lá vào là được rồi. Đúng rồi, anh cứ chật lên đây, sáng hơn nữa cũng được, thêm trắng này, thêm trắng thêm vàng vào cho nó cam cam, màu hình như hơi lẫn hay sao, nó vẫn hơi ố ố. Cánh hoa phượng thì cũng có những cái sắc hơi vàng vàng, có sắc vàng đấy, đấy có sắc vàng, đặc biệt là nó có một cái cánh ấy, một cái cánh nó vàng hẳn luôn. Rồi đấy, đốm đốm trong đấy nữa đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa người chuyên ép để chơi, tặng người yêu cấu hoa phượng nghịch thôi. Đấy, đây đây. Thì sáng dần chưa? Nheo mắt lại nào, đúng không? Nheo mắt lại để cho nó sáng dần. Cua này. Đấy. Bên này cũng thế này, một vài cái góc à. Đưa vào đây. Gợi gợi thôi nhỉ, kéo đây duy trì nhá, vẫn là đậm bên dưới và sáng bên trên này nhá, kéo lên tiếp, gợi gợi đây, buổi sáng buổi tối đây, để từ dưới lên được nhá, chùm chùm vào lắc lư vào, xong là cuống này, màu gì đây? Mấy cái chung chung đó, xanh xanh nhỉ? Xanh, xanh vàng. Ừ, xanh, cốm cốm. Hoặc là ta cứ lót màu xanh cốm cốm đậm đậm này ạ. Xong tí ta nó khô ấy, anh hết lên vàng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây nhá. Trong này, nó đè. Đấy là cái chưa nở. Ừ, cái nụ. Đấy, đây. Đè lên. Còn tí mình mới đưa những cái sáng hơn vào. Cẩn thận thì ta sấy khô cái lớp này đi. Chúng ta đưa ra những cái ngọn này. Giấu vào những cái khe hở này, đúng không? Tạo cái chiều sâu. Trong cái này là gì nó khác luôn. Giống chùm hoa luôn đúng không? Và tăng sáng hơn thế, màu xanh cốm cốm trên này. Giữa đây. Đấy, đặc màu luôn nhé. Đặc dày luôn được. Yeah. Hoa lá về sau mình cũng tăng sáng một tí nữa. Cái hoa thật là... Em không cần vẽ nhiều mà em chỉ cần vẽ là ra được đặc trưng cái cấu trúc ấy của cái mà mình cần vẽ, là nhìn người ta đã thấy giống giống à? Làm được à? À, đi như này được này, nghiêng cạnh bút này, đi phát vào và đến đấy dí phát này. Không dễ nhìn dí đến đấy thành quả cá, quả cá tự nhiên hơn. Cái lá thế, cái lá cần chúng ta mới răm răm thêm ra ngoài cho nó mềm hẳn đi nhá. Em thấy như cái này nếu mà cái nụ đấy rồi, mà hai mặt cũng được rồi nhỉ? Nụ nào? Đây cũng được, đúng rồi. Có hai mặt được. Mềm 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 mềm. Vài cái đốm, vài cái chi tiết trên này cho nó nhỏ nữa thì cũng được, đúng không nhỉ? Đây này. Mình cho ra một cái tai cành vào đây. Đây. Nhiều cái tai cành nhánh khác à. Đấy, như này. Đúng không? Còn từ đây lại ra những cái đốm đốm, cái nụ nhỏ đây. Lại áp dụng cái phương pháp giống như kiểu là hoa đào đấy, đúng không? Đúng không? Đấy. Tạo cái sự đa dạng đi, đúng không? Chấm bi tích cực vào. Đây là lên được cái cành hoa phượng như sao nữa, đúng không? Và tổng hợp nhiều cái cành khác ở ngoài này. Xong rồi ta lên hệ thống cành nhánh lại một tí. Dặm đè lại thêm một tí ở những cái lắp tai dưới này. Đấy, cho cái cành nó lại bật trên cái thân cây tiếp, đúng không? Thì nó lại càng rõ ràng luôn. Đấy, cành này nó xuyên qua, qua tán một tí này. Cái nó sẽ bật mạnh ra. Góc dưới này đậm rồi. Ok chưa? Nhá. Chậm đi tặng người yêu.